Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông tin Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em về được lô súp hơi đến từ Sika Audio nhé. Và đây là những cái dòng hàng bãi, đấy, bãi xịn và nguyên zin luôn. Và đây các bác có thể thấy rằng là đây, theo thời gian thì nó cũng đã bị reset đó, và em cũng đã vệ sinh lại. Và các bác thấy không, vệ sinh lại thì nhìn nó vẫn còn rất là đẹp đó, như mới luôn. Đấy, vệ sinh qua thì chúng ta có thể thấy rằng là còn tình trạng rất đẹp. Và đây là những cái dòng súp, súp phòng hát mà họ đã thanh lý lại, đó, thanh lý lại, bởi vì là như vừa rồi dịch thì các bác biết rằng là ảnh hưởng rất là nhiều, không những Việt Nam mà Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đúng không ạ? Còn đây là đều là những cái dòng sắp công suất lớn các bác nhé, sắp công suất lớn đều từ 220, bát 40 từ 220 có thể nói là công suất cực kỳ lớn, 500-600W một chiếc. Đó, và anh em dùng gia đình thì thôi rồi luôn, mắc phê các bác nhé. Đấy, dùng gia đình mắc phê. Thế còn nội thất như thế nào và chất âm như nào thì bây giờ em sẽ di chuyển một chiếc ra để cho anh em xem về nội thất cũng như là test cho anh em xem chất âm nhé. Vâng, và em đã đặt ngửa chiếc siêu trầm này lên và sẽ mời bạn bên em là tháo cái căng ra nhé. Đấy, nhìn, các bác nhìn cái thân thùng của nó này, còn rất là mới luôn. Đấy, sau khi vệ sinh xong thì nhìn nó đẹp, nó tầm 90-95%, đúng không ạ? Nhìn rất mới, bởi vì là những cái dòng này họ sử dụng rất là ít. Đấy, khi vừa mở vào cái năm 2019 thì 2020 bị rồi. Đấy, nên là những cái dòng này thì anh em có thể mua về dùng gia đình rất là phù hợp. Đấy, khả năng đảm bảo là của anh bao căng. Và cái giá của nó rất là rẻ nhé. Giá hiện tại bên em đang có những cái mức giá cực kỳ rẻ. Đấy, chỉ có 4.800.000 một chiếc thôi. Vậy 4.800 thì chúng ta có những gì? Đấy, có những gì thì mời các bác bây giờ cùng xem cái nội thất. Đấy, xem mà côn từ nó có đáng để mua hay không, và cuối cùng thì sẽ test cái chất âm xem là cái chất âm nó có phê hay không, đúng không ạ? Vâng, khi mà em đã tháo được cái căng ra thì các bác có thể thấy rằng là thân vỏ thì rất đẹp, đúng không? Đó, vỏ gỗ thì có thể vệ sinh sạch được, nhưng mà cái mặt bát này nó rất khó để vệ sinh nó sạch như mới được các bác nhé, trừ khi là chúng ta bôi dầu. Nhưng em cố tình em để này, đấy, để các bác là phân biệt được là đây có phải là hàng bãi hay không. Đấy, nhiều lúc anh em không để như thế này thì sẽ các bác lại nghĩ là nó là hàng mới đó. Và cũng có rất là nhiều anh em cũng muốn là để nó có một tí chất bãi, đấy, để nó có một tí chất bãi, chứ còn bây giờ bôi dầu vào thì nó sẽ là mới. Đấy, tuy nhiên thì các cái lớp ẩm mốc này nó chúng ta không làm sạch được, nên bôi dầu nó chỉ được một thời gian nó sẽ bong các bác nhé. Đó, nên là bây giờ thì em tháo ra. Đấy, tháo ra để các anh em nhìn cái chất của cái con này. Đó, nhìn khung của nó là khung nhôm các bạn. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Rồi, wow, đây các bác nhìn này. Đấy, tình trạng là để lâu nha các bác nhé. Đấy, em chưa vệ sinh bên trong này luôn. Đấy, cô 100 từ 220 gấu chưa ạ, từ 220 nhìn cực kỳ chất nhé. Và đây các bác nhìn cái cầu loa họ làm cũng không cần cầu kỳ. Đó, cầu loa nào không cần cầu kỳ, nhưng mà các cái xương này thì vận chuyển rất là nguy hiểm này. Đấy, cái xương này vận chuyển cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy, và nếu như anh em đặt thì khả năng là em sẽ phải tháo gửi rời về các bác nắp thôi. Nên cái xương này gửi rất là dễ gãy các bác nhé. Để em lật lên cho các bác xem nhện này. Nhện này, các bác nhìn này. Đấy, tất cả nhé, nhện ở đây. Đấy, đều zin hết cho các bác nhé. Đấy, đảm bảo anh em là nhện zin nhé. Đấy, côn zin, nhện zin, côn 100. Đó, và đặc biệt bên trong cái nước tiêu âm này. Các bác nhìn cái bông tiêu âm của nó này. Bông xịn sò luôn. Họ giải rất chuyên nghiệp. Đó, các bạn nhìn họ giải bông rất chuyên nghiệp luôn nhá, rất là đẹp. Đấy, bông nó rất là dày dặn nhá, bông rất là dày dặn. Đó, các bạn nhìn thấy không, quá chất luôn, quá chất luôn. Đó, mà giá nhá chỉ 4.800.000 thôi. Đấy, nếu như anh em mua một cái con bát rời này, bát bãi rời này thôi, trên thị trường hiện nay nó phải đâu đó là 2.500.000, 2.500.000 một quả. Đó, mà trong khi đó chúng ta có cả một con súp này, cả thùng, cả mọi thứ, hàng chất lượng mà giá chỉ 4.800.000. Đó, rất là xứng đáng để các bác lựa chọn nó. Bây giờ em sẽ nắp vào nhá.
test cho anh em nghe cái chất âm con này, nghe nó phiêu của phê không nhé. Vâng, và bây giờ thì em sẽ test cái chiếc súp này cho các bác cùng nghe nhé. Đây thì em đang quánh nhá, trên con đẩy này. Đó, và ngoài dây súp thì em đã cắm rồi, đây, em xì cao audio nhé. Và đây thì bây giờ thì chúng ta sẽ test qua, đấy, test qua cái chất âm để xem là với cái chiếc siêu trầm này nó có mang lại cái cảm giác phê pha cho các bác không. Và xin mời các bác cùng lắng nghe. Và các bác lưu ý rằng nhé, chúng ta test loa siêu trầm thì các bác vui lòng đeo tai nghe, bởi vì là cái giải siêu trầm trên trên cái loa điện thoại của các bác nó không thể tái hiện được, nên là chúng ta sẽ phải đeo tai nghe. Và trong khi đó em đang quay khá là gần và mở cái áp suất rất là lớn, cho nên là nếu như các bác nghe mà có hơi bị tiếng ù, nên là các bác thông cảm, nếu đeo tai nghe thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận nó tốt nhất các bác nhé. Và em xin mời các bác cùng nghe qua này. Siêu trầm, nó tiếng nó rất rất hay của cái dòng Sika, và đặc biệt đây là cái dòng bãi xịn đó nhé, hàng bãi xịn, đảm bảo cho anh em rằng là chất âm của nó ra rất rất là tuyệt vời, chất âm ra rất tuyệt vời nhé. Với cái công suất nó rơi vào tầm 600W tới 2-100, cho nên là với cái áp lực của cái dòng này các bác có thể dùng cho một dàn karaoke gia đình công suất lớn, thoải mái, bao căng các bác đấy. Và giá thì em đã báo rồi, chỉ có 4.800.000 thôi, bao ship cho anh em luôn, anh em nhận hàng được kiểm tra, nghe thử, test thử đúng như giới thiệu mới phải tính toán. Và xin chào các bác.